Chào các bạn, em bữa nay đang đi trên đường thì vô tình mình phát hiện được chiếc xe múc nó đang múc đất các bạn. Chiếc này cũng khá bự ạ. Để mình tiếp cận gần gần cái mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn nào đi xem nếu thấy thích thấy hay thì cho mình xin lượt đăng ký ủng hộ nha các bạn. Rồi để mình tiếp cận gần gần xíu nữa các bạn ơi. Này đang giờ vị trí múc các bạn, chắc giờ lên khoảng chút xíu à. Quá trời cái cần, quá trời dài luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Mà nhìn chiếc sén nó múc cái thấy nó phấn khích gì đâu hết các bạn.